Xin chào mọi người ha, hôm nay mới về ít pin lên xe nữa, hàng về mình khui cho anh em xem. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Lên xe đợt này thì nó giảm rồi anh em, thì dự kiến bán lẻ là anh em là 25.000 một xe nha. Anh em lấy thùng thì một thùng 2.3 triệu, đi xem chính hãng nhé, mình khui trực tiếp cho anh em xem. Rồi anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like, một đăng ký, mình xin cảm ơn. Đây đi xem bên mình là ly xin chính hãng nha. Mình khui trực tiếp, mình đo nội trợ cho anh em xem. Anh em cũng có thể tham khảo các cái sản phẩm bên mình ở trong trang Shopee nha, hoặc là anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình á, thông tin mình để trong phần mô tả video nha. Rồi đi xem đây, mình đo cho anh em xem. Ly xin là nội trợ 13, áp là 3.55 nha, 3.55, nội trợ 13, 3.48, 3.53, 3.55. Rồi đây ly xin đây anh em, ly xin chính hãng nha. Đó. Thì ly xin trên thị trường nó có nhiều loại nha, thì hiện tại mình chỉ nhập cái loại này thôi. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ nha. Hôm nay tiếp tục đóng máy khui pin cho khách, mình làm video chia sẻ anh em. Rồi anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like, một đăng ký, mình xin cảm ơn. Trước tiên mình lướt qua mấy cái loại pin hiện tại shop vẫn đang còn nha. Hiện tại mình cũng còn cái loại ly xin xám này, Samsung 20S, Sony 5D, MG1, mọi thứ còn ít. Rồi anh em có nhu cầu mua pin lẻ, pin sỉ gì đó liên hệ mình tư vấn. Anh em có thể tham khảo cái trang Shopee ở trong phần mô tả video nha, hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại để mình để trên màn hình đó. Rồi cảm ơn anh em. Hôm nay mình có đóng một số khối pin cho khách, rồi sẵn tiện mình quay mình giới thiệu cho anh em. Thứ hai là mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái bệnh trong quá trình mình đóng pin mình gặp phải. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em để anh em rút kinh nghiệm nha. Thì cũng có thể là nhiều anh em biết rồi, thì cũng có thể là nhiều anh em chưa biết. Rồi hôm nay có đóng mỗi khối pin 8A Sony VTC6A. Khối này mình đóng cho khách. Mình đang hoàn thiện cái vỏ này. Đây mình đóng mạch to nha, đóng kẽm 0.2 hai lớp, sỏ da vô chắc chắn cho anh em. Và một khối 15 cell chống sốc, mình vào cái vỏ này cho khách. Cái này là Samsung 20S, khách yêu cầu đóng mạch to nên là mình đóng mạch to. Đây là cùng một chủ nè, hai khối này là Samsung 20S luôn, mình đóng mạch to luôn. Khối này là Sony 5D. Hai khối này là Nati, Samsung 20S Nati vuông. Khối này là lưu trữ 12 cell MG1. Khối này là Samsung 20S, mình hoàn thiện rồi. Khối này là Milwaukee. Hai khối này là Sony 5D nhưng mà vỏ zin và sạc adapter. Cái này là khách yêu cầu đóng cái vỏ zin mà nhưng mà đóng sạc adapter, nên mình đóng cái vỏ zin và cái sạc adapter cho khách. Này là một cái vỏ cũ và cái đây là cái vỏ mới. Thì hai thằng này nó cũng như nhau thôi, nhưng mà hai chủ khác nhau. Thì cái vỏ zin nó chắc chắn nha nè, nó chắc chắn nhưng mà nó mắc tiền. Đây vỏ bãi nè. Rồi hôm nay thì chỉ đóng được mấy khối pin như vậy thôi. Anh em có nhu cầu mua pin hay đóng pin gì đó liên hệ mình tư vấn báo giá. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cái bệnh mình gặp trong quá trình mình làm pin. Thì anh em nhìn khối pin này nó rất là lạ đúng không? Đó, không có thấy mối hàng luôn. Cái mối hàng thì những khối pin này mình rút kinh nghiệm là mình sẽ không hàng trực tiếp ở trên cái miếng kẽm. Đây không có hàng trực tiếp trên miếng kẽm này, mà mình hàng phía dưới này, và mình dùng mút mình dán lại luôn, hoặc là mình dùng giấy mình dán lại luôn. Để làm gì? Để trong quá trình sử dụng, những anh em mà sử dụng ở nơi ẩm thấp á, là cái đường kẽm này nó thường hay mục. Mình đã gặp rồi, gặp rất là nhiều. Mình đóng cho anh em về có tầm 1-2 tháng thôi, nhưng mà cái đường kẽm này á, anh em làm trong cái môi trường mà nó ẩm ướt á, là nó rất là nhanh mục. Nó mục và nó đứt cái kẽm, đứt sợi dây ra là nó mất tín hiệu luôn cả cái cục pin mình. Thì xảy ra cái tình trạng là pin lỗi. Thường thì những anh em mà biết cách hàng này nọ các kiểu thì mình kêu ra là hỗ trợ, là mình hỗ trợ là hàng tại chỗ là nó hết. Còn nếu mà những anh em mà nào mà không có mỏ hàng hay là không biết thì phải gửi đi bảo hành, nó rất là mất thời gian và tốn thêm chi phí đó. Nên hôm nay mình chia sẻ cho anh em là cái cách hàng những cái sợi dây ba lăng này, nó nằm ở bên dưới này luôn, dưới cạnh này luôn, dưới cạnh này luôn.
bốn sợi này là cái bốn cái đường kẽm này nó rất là mỏng nên nó hay dễ đứt. Thì còn cái này là kẽm 0.2 và chập đôi thì nó rất là khó đứt rồi. Đó, khi hàng như vậy thì mình bỏ vô vỏ nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Đó là một điều mình chia sẻ cho anh em trong quá trình mình làm pin mình gặp phải. Rồi cũng cảm ơn anh em có nhu cầu mua pin đóng pin gì liên hệ mình tư vấn báo giá nha. Anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe. Hẹn anh em trong những video lần sau.